Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bò chết hàng loạt một cách lạ thường khiến cho người dân buôn Ea Nhái, xã Ea Konek, huyện Krông Park, Đắk Lắk ăn không ngon, ngủ không yên. Phản ánh của khán giả Đỗ Hải có số điện thoại 0120 3 số cuối 228. Tin và lời hứa sẽ lo đầy đủ giấy phép kinh doanh khi hợp tác mở trụ bơm xăng tự động. Nhiều gia đình tại Bình Phước đang rơi vào hoàn cảnh trắng tay. Phản ánh của khán giả Á Đông từ số điện thoại 0915 3 số cuối 386. Đào giếng khoan, một gia đình ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã phát hiện một loại khí không màu, không mùi và có khả năng đốt cháy. Phản ánh của khán giả Vũ Phong từ số điện thoại 0919 3 số cuối 221. Trước diễn biến khó lường của mưa bão, đoạn đường thường xuyên ngập úng nghiêm trọng tại ngã tư Cái Lân, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang được khẩn trương thi công chống ngập. Ghi nhận của khán giả Phạm Xuân Hiếu có số điện thoại 0949 3 số cuối 695. Tình trạng bán hàng rong chèo kéo khách tại các địa điểm du lịch đang làm xấu đi hình ảnh của thành phố biển Nha Trang trong mắt các du khách. Ghi nhận của khán giả Trần Nghi từ số điện thoại 0984 3 số cuối 914. Mặc dù chỉ là nguồn thu phụ nhưng cây chuối đang giúp rất nhiều người dân U Minh, Cà Mau thoát được hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Chia sẻ của khán giả Phạm Hòa từ số điện thoại 0976 3 số cuối 215. Không chỉ là một trong những người tiên phong tự nguyện đăng ký hiến xác cho y học sau khi mất, ông Võ Văn Dương, trưởng trạm y tế xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa còn được người dân trong vùng biết đến là người tận tụy với nghề. Chia sẻ của khán giả Nguyễn Thị Anh Oanh có số điện thoại 0916 3 số cuối 865. Sau đây là nội dung chi tiết. Những ngày này, người dân tại buôn Ea Nhái, xã Ea Konek, huyện Krông Park, Đắk Lắk ăn không ngon, ngủ không yên khi những con bò của họ đang khỏe mạnh bỗng dưng chết đột ngột không rõ nguyên nhân. Khán giả Đỗ Hải có số điện thoại 0120 3 số cuối 228 đã đi tìm hiểu sự việc và cung cấp thông tin cùng hình ảnh tới chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Khoảng 6 giờ sáng ngày 3 tháng 8, gia đình bà Túc Nghê ngụ tại buôn Ea Nhái tá hỏa khi hay tin số bò trong chuồng trước nhà đã chết sạch chỉ sau một đêm. Sự việc được hàng xóm đi ngang qua phát hiện vào sáng sớm khi thấy chuồng bò nhà bà Túc Nghê có 4 con nằm im bất động. Theo chia sẻ của bà Hờ Túc, thì có một điểm kỳ lạ là chỉ có số bò trong chuồng mới lăn ra chết, còn một con bê con và một con bò mẹ mới sinh cột xiềng ở góc vườn vẫn khỏe mạnh bình thường và chúng đều ăn cùng một loại thức ăn. Bởi thế mọi người nghi ngờ có thể bò đã bị đầu độc. Ước tính 4 con bò chết đã gây thiệt hại hơn 60 triệu đồng. Khán giả Đỗ Hải còn được biết một trường hợp tương tự vào chiều ngày 3 tháng 8, đàn bò trong chuồng của nhà ông Y Quine, buôn trưởng buôn Ea Nhái cũng đã chết một cách nhanh chóng như vậy. Theo lời kể của ông Y Quine, sáng cùng ngày ông cùng với cán bộ xã xuống nhà bà Hát Túc làm việc về vấn đề bò chết chưa rõ nguyên nhân. Không ngờ đến chiều thì đàn bò nhà ông cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, 4 trên 7 con bò có trong chuồng cũng lăn ra chết. Ông còn chia sẻ mấy ngày nay bò vẫn ăn cỏ bình thường, không có dấu hiệu bò ăn hay là bất kỳ một biểu hiện gì lạ. Biết tin có bò của người dân chết, chính quyền địa phương đã phối hợp với công an và thú y huyện đến hiện trường mổ khám kiểm tra, đồng thời lập biên bản. Hiện tại nguyên nhân bò chết thì vẫn đang chờ các ngành chức năng kết luận. Song song với đó, chính quyền cũng tuyên truyền hướng dẫn bà con xây dựng chuồng trại đúng quy cách.
Nếu trong vùng có hiện tượng bò chết, phải báo sớm để kiểm tra, tránh gây tâm lý hoang mang cho người dân. Thưa quý vị, hơn một tháng nay trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã xuất hiện nhiều trụ bơm xăng tự động. Với những lời đường mật được đưa ra, chỉ cần đầu tư khoảng 100 triệu đồng, người dân đã có một cây xăng điện tử tự động để kinh doanh. Nhiều hộ dân đã tin vào những lời quảng cáo này. Tuy nhiên, do hoạt động không phép, các cây xăng tự động này đã nhanh chóng bị lực lượng chức năng đình chỉ hoạt động. Nhiều người cho rằng đây là một hình thức lừa đảo mới. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng đến với phản ánh dưới đây của khán giả Á Đông từ số điện thoại 0915 3 số cuối 386. Đầu tư 300 triệu đồng để được nhận chuyển giao, lắp đặt 3 trụ bơm xăng tự động. Ông Ngô Văn Cho ở ấp Thuận Phú 2, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, hy vọng sẽ có thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Thế nhưng, sau 3 ngày đi vào hoạt động, trụ xăng tự động của gia đình ông bị lực lượng quản lý thị trường tỉnh đình chỉ hoạt động vì không có bất cứ giấy phép kinh doanh gì liên quan đến lĩnh vực xăng dầu. Đã đầu tư 300 triệu đồng vào cây xăng nhưng lại không được kinh doanh. Gần một tháng nay, gia đình ông đứng ngồi không yên. Cũng giống như ông Cho, một số hộ dân khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước cũng đang rơi vào tình trạng tương tự khi đã lỡ đầu tư hàng trăm triệu để lắp đặt trụ bơm xăng tự động. Qua những mối quan hệ quen biết, các hộ dân đã được công ty cổ phần dịch vụ thương mại quốc tế Kim Hoàng có trụ sở chính tại Hà Nội giới thiệu về hiệu quả của hình thức bán xăng tự động do chính công ty chuyển giao. Theo hợp đồng giữa công ty và các hộ dân, công ty chuyển giao trụ bơm, bảo đảm vận hành máy móc, cung cấp nguyên liệu, còn người dân đầu tư tiền lắp đặt trụ bơm xăng với khoảng 100 triệu đồng một trụ. Số tiền lời trên mỗi lít xăng sẽ được chia theo tỷ lệ người dân 80%, công ty 20%. Thế hình thức đầu tư này sẽ nhanh chóng thổi vốn và sinh lời, nên các hộ dân đã không ngại vay vốn ngân hàng, vay mượn bạn bè, người thân để đầu tư. Quyết tâm này càng được củng cố khi phía nhân viên môi giới của công ty cam kết bằng lời nói là người dân cứ an tâm lắp đặt, buôn bán trước, giấy phép kinh doanh sẽ do đơn vị đứng ra lo liệu và cung cấp đầy đủ. Tuy nhiên đến nay, phía công ty vẫn chưa cung cấp được bất cứ giấy tờ nào cho người dân. Qua tìm hiểu, khán giả Á Đông được biết với các trụ bơm tự động như trên sẽ không có bất kỳ cơ quan quản lý nhà nước nào được cấp giấy phép hoạt động bởi họ chỉ cấp giấy phép, giấy chứng nhận cho các cửa hàng và các trạm bơm cố định. Việc này cũng đồng nghĩa với việc các hộ dân đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng có nguy cơ mất tiền mà không thu được lợi nhuận như là mong muốn. Chỉ tính riêng tại Bình Phước, hiện đã có 6 trụ bơm xăng tự động, tất cả đều do công ty cổ phần dịch vụ thương mại quốc tế Kim Hoàng có trụ sở chính tại Hà Nội chuyển giao lắp đặt. Ba ngày qua, gia đình anh Nguyễn Đình Liêm ở xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đón tiếp rất đông người dân hiếu kỳ đến xem hiện tượng lạ xảy ra ở giếng nước của nhà mình. Trước đó, khi tiến hành khoan giếng dưới độ sâu khoảng 20 mét, anh Liêm cùng thợ đào giếng đã phát hiện một loại khí không màu, không mùi và có khả năng bén lửa. Theo khán giả Vũ Phong có số điện thoại 0919 3 số cuối 221 thì sự việc kéo dài cho tới ngày hôm nay. Vào ngày 1 tháng 8, anh Liêm thuê thợ đến khoan giếng cho gia đình. Vị trí khoan giếng cách miệng giếng khơi đã có trước đó khoảng 1,5 mét. Khi khoan đến độ sâu hơn 20 mét, thì thợ khoan thấy xuất hiện hiện tượng lạ. Rút ống khoan ra ngoài, nghe tiếng ủng ục và thấy những làn khói bốc lên. Những người thợ thử châm lửa đốt thì từ ống giếng này ngọn lửa bốc lên rất mạnh, độ cao tầm 20 đến 30 cm và duy trì cháy kéo dài, không có biểu hiện yếu đi. Đấy là bằng khoán này.
Nếu muốn dập dòng lửa này phun ra từ ống giếng, phải phủ lên những vật liệu khó cháy. Thực nghiệm tại giếng khoan nhà anh Liêm cho thấy, khi đưa tờ giấy vào miệng ống nước thông từ lòng đất lên, tờ giấy đã bốc cháy ngùn ngụt. Ngoài ra, quan sát từ miệng giếng khoan này cũng sẽ thấy ngọn lửa đang cháy. Đặc biệt vào ban đêm, ngọn lửa bốc cháy dễ dàng quan sát hơn. Theo thông tin mà khán giả Vũ Phong cung cấp, nhận được tin báo của người dân sáng ngày 4 tháng 8, chính quyền địa phương đã về xã ghi nhận sự việc, báo cáo lên huyện. Chính quyền cũng đã khuyến cáo gia đình anh Liêm nên lấp miệng giếng lại, hạn chế đốt, đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân khi xem ngọn lửa cháy. Được biết là cách đây khoảng 4 năm, một hộ dân khác cùng với xóm của anh Liêm cũng đã khoan giếng, cách vị trí giếng này khoảng 500m thì cũng xảy ra hiện tượng tương tự. Còn theo các nhà chuyên môn, hiện tượng khí từ giếng khoan có thể đốt cháy như trên có thể là khí metan CH4 phát ra. Trường hợp đào giếng, công nhân gặp luồng khí này rất dễ dẫn tới ngạt thở. Thưa quý vị và các bạn, trên tuyến quốc lộ 18A đoạn qua khu công nghiệp Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh có một điểm ngập úng nghiêm trọng. Đợt mưa dông lớn ngày 5 tháng 7 vừa qua đã khiến cho đoạn đường này thành sông khi ngập khoảng 50-60cm, thậm chí là có nhiều đoạn ngập sâu hơn 1m và chiều dài đoạn ngập lên tới 300-400m. Nhiều phương tiện như là xe máy, ô tô gầm thấp di chuyển qua đoạn đường này bị chết máy, gây ách tắc giao thông toàn tuyến quốc lộ 18A nhiều giờ liền. Hiện nay, khu vực này đang được khẩn trương thi công công trình chống ngập nhằm đảm bảo không bị ngập lụt trong mùa mưa bão. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số hình ảnh về công trình chống ngập này qua clip chia sẻ của khán giả Phạm Xuân Hiếu có số điện thoại 0949 3 số cuối 659. Đây là hình ảnh về công trình chống ngập tại ngã tư Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Dù khu vực này có hồ tự nhiên khá lớn để điều tiết nước, tuy nhiên lượng nước mưa lớn cùng hệ thống cống ngầm thoát qua biển quá nhỏ và chôn sâu nên không đảm bảo thoát nước khi có mưa lớn kéo dài, dẫn đến nước tràn ngập mặt hồ gây ngập cục bộ. Để tránh tái diễn tình trạng ngập cục bộ gây chia cắt tuyến giao thông quốc lộ 18A đoạn đi qua đây khi có mưa lớn, các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống thoát nước. Hệ thống thoát nước mới gồm hai đường ống, tuyến cống cắt ngang qua đường vào khu công nghiệp Cái Lân dài 57m và tuyến cống cắt ngang quốc lộ 18 dài 52m. Mỗi tuyến cống được thiết kế gồm 4 cống hộp lớn lắp ghép có kích thước 2x2m, đồng thời thi công mở rộng cống xả thải có kích thước 8m nhằm đảm bảo thoát nước với lưu lượng lớn khi có mưa. Khán giả Xuân Hiếu cho biết do mật độ giao thông tại khu vực ngã tư Cái Lân khá đông đúc, phải thi công thành nhiều đoạn để đảm bảo lưu thông phương tiện nên hạn chế việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Theo ghi nhận của anh Hiếu, được triển khai từ ngày 10 tháng 7 đến nay, đơn vị thi công đã lắp đặt được khoảng hơn 100 ống cống ở cả hai tuyến. Anh Hiếu còn chia sẻ, đây là công trình xây dựng cấp bách nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão. Do vậy, ngoài việc đảm bảo tiến độ thi công thì Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh cũng cần giám sát chất lượng công trình. Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan cũng cần chủ động nạo vét và mở rộng các mương thoát nước xung quanh khu vực đường vào khu công nghiệp Cái Lân để đảm bảo việc thoát nước diễn ra thông suốt. Hiện nay, khách du lịch đến Nha Trang, Khánh Hòa đang phải đối mặt với cảnh buôn bán, chèo kéo và ăn xin tại các điểm tham quan du lịch trong thành phố vào bất kể lễ Tết hay là ngày thường. Theo ý kiến chủ quan của khán giả Trần Nghi có số điện thoại 0984 3 số cuối 914, thì tình trạng này kéo dài khiến mỹ quan thành phố biển xinh đẹp đang dần bị xấu đi trong mắt du khách. Những hình ảnh này được ghi lại tại các danh thắng nổi tiếng ở thành phố Nha Trang như Chùa Long Sơn, Tháp Bà Ponaga, Nhà thờ Núi. Tại đây, tình trạng chèo kéo du khách, ăn xin, buôn bán đang ở mức báo động. Ghi nhận tại chùa Long Sơn, một trong những ngôi chùa được xem là điểm nhấn chính của phố biển. Ngay từ cổng chùa, nhiều mặt hàng được bày bán lộn xộn, ngổn ngang khắp nơi. Còn tại khu vực phía trong sân chùa, những người bán nhang dạo, các nhân viên tiếp thị sản phẩm du lịch
nối đuôi nhau từ ngoài vào trong, gần chánh điện để giao bán, lôi kéo du khách. Còn tại nhà thờ núi, địa điểm thường xuyên đón hàng trăm xe du lịch đến đây tham quan mỗi ngày. Ngay khi những chiếc xe này dừng lại, khách vừa bước xuống thì rất nhiều người buôn bán chạy lại, chào mời đủ các loại sản phẩm khiến nhiều du khách rất khó chịu. Đặc biệt, phía bên trong nhà thờ, ngay từ dưới trần cầu thang, những người ăn xin xếp thành hai hàng dài chờ du khách. Mỗi người mỗi kiểu để có thể nài nỉ và di tiền. Gửi phản ánh đến chương trình, khán giả Trần Nghi rất mong các cấp chính quyền có liên quan cần có những biện pháp xử lý triệt để các đối tượng bán hàng rong, ăn xin đeo bám, trèo kéo khách. Có như vậy, sự thân thiện vốn có của thành phố biển này mới có được sự đối với du khách thập phương khi đến đây du lịch. Thời gian gần đây, người trồng chuối trên địa bàn huyện U Minh, tỉnh Cà Mau rất phấn khởi vì vụ chuối được mùa, được giá. Cây chuối đang ngày càng khẳng định giá trị kinh tế cao, tuy chỉ là nguồn thu phụ nhưng theo khán giả Phạm Hòa có số điện thoại 09763 số cuối 215 thì cây chuối đang từng bước giúp nhiều hộ dân vùng U Minh có thể xóa đói giảm nghèo. Sau hơn chục năm trồng chuối, chưa bao giờ bà Trần Thị Hạnh, ngụ ấp 12, xã Khánh Thuận, huyện U Minh lại vui mừng đến thế. Gần 2 tháng nay, ngày nào thương lái cũng tấp nập đến tận nơi để thu mua. Hiện tại, giá một nải chuối đã lên đến 7.000 đồng. Ngoài chuối thương phẩm, thương lái còn thu mua bắp chuối với giá 10.000 đồng một bắp và 3.000 đồng một kg lá chuối tươi. Gia đình bà Hạnh có 2 hectare trồng chuối, một tháng thu hoạch 2 lần. Nguồn thu từ chuối đã lên đến con số hơn chục triệu đồng. Cũng giống như bà Hạnh, nhiều gia đình trồng chuối trên địa bàn huyện U Minh đều đang rất phấn khởi khi giá chuối tăng cao cho thu nhập ổn định. Được biết, tại huyện U Minh, nhất là các xã có lâm phần rừng tràm như Khánh Thuận, Nguyễn Phích, Khánh Lâm, Khánh An và Khánh Hòa rất thích hợp để trồng chuối. Chuối giống không tốn tiền mua, cần ít công chăm sóc, chỉ mất chi phí đầu tư lên bờ bao. Sau từ 7 đến 8 tháng trồng, chuối bắt đầu ra hoa, trổ buồng và cho thu hoạch. Tuy là nguồn thu phụ, nhưng không ít gia đình nhờ đó đã vượt qua những lúc khó khăn, kinh tế ổn định. Nửa cuộc đời gắn bó với nghề y và cho đến lúc chết vẫn mang tâm nguyện cống hiến cho nền y học nước nhà. Đó là chân dung của ông Võ Văn Dương, trưởng trạm y tế xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Không chỉ là một trong những người tiên phong tự nguyện đăng ký hiến xác cho y học sau khi mất đi, tại thành phố Cam Ranh, ông Dương còn được người dân trong vùng biết đến là người tận tụy với nghề. Những nỗ lực của ông để thực hiện ý nguyện làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ con người đáng quý qua clip và chia sẻ mà khán giả Nguyễn Thiệu Anh ở số điện thoại 0916 3 số cuối 865 đã gửi về chương trình. Nằm giáp danh với địa bàn tỉnh Ninh Thuận, xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh là một địa bàn nhỏ với hơn 80% dân số làm nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Xã nhỏ bình yên, cách biệt với phố thị. Thế nên, chuyện ông trưởng trạm y tế tự nguyện đăng ký hiến xác sau khi mất đối với người dân nơi đây bỗng trở thành chuyện lạ. Và đối với gia đình ông, dĩ nhiên càng là chuyện không thể chấp nhận được. Chính vì thế, để trở thành một trong những người tiên phong đi hiến xác, với ông Dương cũng là sự vật lộn với chính mình. Làm trong ngành y, nên hơn ai hết, ông Dương thấu hiểu những khó khăn của các trường y khi không có các tiêu bản thật cho sinh viên thực tập. Vì thế, năm 2001, thông qua một người bạn, ông đăng ký tham gia hiến xác cho trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
đồng thời từng bước thuyết phục gia đình đồng ý. Hiện tại, ông đã có giấy chứng nhận hiến xác của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà dự định hiến xác là bản thân có trao đổi với gia đình cha mẹ vợ con, không có đồng tình. Tuy nhiên là tôi vẫn thuyết phục, tôi giải thích cái lợi ích của cái người hiến xác cho là phục vụ cho khoa học. Mặc dù mình hiến xác thì không có một cái quyền lợi gì. Sau đó là gia đình cũng đồng ý. Mình dựa vào cái câu châm ngôn là sống mình vì mọi người, rồi mới mọi người vì mình. Mình làm việc thiện, việc lành nhiều thì mẹ mình sẽ là tác động, sẽ đóng góp cho cái xã hội của mình nó ngày nó càng tốt hơn. Thì dĩ nhiên những cái tốt đẹp nó hơn thêm lên thì những cái xấu, cái dở, cái không hay nó có thể sẽ giảm lại. Khán giả Nguyễn Thị Oanh chia sẻ, hơn nửa cuộc đời gắn bó với nghề y, ông Dương có thể nghiêm nghị khi khoác chiếc áo blues trắng để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nhưng khi đi tuyên truyền vận động người dân, ông lại đôn hậu, lầm lũi trên chiếc xe máy tìm đến từng nhà vận động người dân đi hiến máu tình nguyện. Bằng sự thân thiện, hòa đồng, uy tín, ông được người dân địa phương tín nhiệm và tin theo. Nhờ đó, năm nào Cam Lập cũng đạt và vượt chỉ tiêu từ 15-20% số đơn vị máu hiến. Dưới sự vận động của ông, những người thân trong gia đình đều giữ mức kỷ lục về số lần hiến máu tại địa phương, trong đó người hiến máu nhiều nhất là 29 lần. Cá nhân ông nhận được nhiều bằng khen, giấy chứng nhận của các cấp trung ương và địa phương. Nhưng với ông, thứ có được lớn nhất và đáng trân trọng nhất chính là tình cảm và sự tín nhiệm của người dân, bạn bè, đồng nghiệp dành cho mình. Tận tụy một đời, một nghề, ở tuổi gần 60, ông Dương vẫn miệt mài cống hiến với nghề mà mình đã chọn. Học theo phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông tâm niệm, việc gì có lợi cho dân, cho cộng đồng thì dù là việc nhỏ cũng nỗ lực làm hết trách nhiệm, chuyên môn để không phụ với màu áo trắng ngành y mà ông đã dành trọn cuộc đời để gắn bó, theo đuổi. Còn bây giờ, phần cuối của chương trình mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Những ngày này, người dân tại buôn Ea Nhái, xã Ea Cờ Nách, huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk ăn không ngon, ngủ không yên khi những con bò được xem là tài sản quý giá nhất của mỗi gia đình đang khỏe mạnh bỗng dừng chết đột ngột. Hiện tại, nguyên nhân bò chết vẫn đang chờ các cơ quan chức năng điều tra, kết luận. Phản ánh của khán giả Đỗ Hải có số điện thoại 0120 3 số cuối 228. Hơn một tháng nay, trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã xuất hiện nhiều trụ bơm xăng tự động. Chỉ cần đầu tư khoảng 100 triệu đồng, người dân đã có một cây xăng điện tử tự động để kinh doanh. Điều đáng nói, khi đầu tư hợp tác, cậu dân đều được doanh nghiệp hứa sẽ lo đầy đủ giấy tờ kinh doanh. Nhưng đến nay, những lời hứa đó vẫn chưa được thực hiện, còn các trụ bơm xăng tự động đã được lắp đặt nằm trong tình trạng lắp chiếu. Phản ánh của khán giả Á Đông từ số điện thoại 0915 3 số cuối 386. Khi tiến hành khoan giếng ở độ sâu khoảng 20 mét, gia đình anh Nguyễn Đình Liêm ở xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An phát hiện một loại khí không màu, không mùi và có khả năng bén lửa. Chỉ cần thử châm mồi lửa thì ngọn lửa bốc lên rất mạnh và duy trì cháy kéo dài trong nhiều giờ. Theo các nhà chuyên môn thì đây có thể là khí metan, có thể gây ngạt thở cho những người thợ trong quá trình đào giếng. Phản ánh của khán giả Vũ Phong từ số điện thoại 0919 3 số cuối 221. Trên tuyến quốc lộ 18A, đoạn qua khu công nghiệp Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, có một điểm ngập úng nghiêm trọng. Đợt mưa dông lớn ngày 5 tháng 7 vừa qua đã biến đoạn đường này thành sông. Hiện nay, khu vực này đang được khẩn trương thi công trình chống ngập nhằm đảm bảo không bị ngập lụt trong mùa mưa bão. Ghi nhận của khán giả Phạm Xuân Hiếu có số điện thoại 0949 3 số cuối 695. Thưa quý vị, để cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua, từ nay tất cả các clip được chọn và phát sóng trong chương trình Góc nhìn khán giả sẽ có cơ hội giành được một giải thưởng có giá trị, đó là chiếc đầu thu kỹ thuật số vệ tinh VTC HDV1 hoặc là một thẻ gia hạn thuê bao 12 tháng do công ty VTC Dịch vụ Truyền hình Kỹ thuật số tài trợ. Giải thưởng này sẽ được chính ban biên tập lựa chọn theo từng tuần và tiến hành công bố trao giải vào các chương trình chủ nhật.
Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc là cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904881414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.